Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Chơi organ là môn học được các bạn nhỏ yêu thích. Vì vậy, ba mẹ luôn tìm cho bé những cây đàn dễ sử dụng, giá cả hợp lý, đến từ những thương hiệu uy tín. Hiểu được vấn đề ấy, Kidman, nhà sản xuất nhạc cụ từ Anh Quốc, đã đem đến cho khách hàng cây organ K150 dành cho những người mới tập chơi đàn. Các bạn hãy theo chân mình đến với buổi đi công K150. Số lượng khủng lên đến cả ngàn cây, được Minh Phụng Music vận chuyển về để phục vụ anh em. Lên đường vào kho công tại quận 9 thôi. Sự xuất hiện của chiếc container ngược chiều báo hiệu với team rằng bãi càng gần. Đã tới bãi rồi các bạn, cùng vào trong với tụi mình nào. Cảnh xung quanh trời trong xanh, nắng chiều nhẹ nhẹ, mát mẻ cùng hàng cây đung đưa trong gió, làm mình nhớ lại cảm giác yên bình của làng quê. Xuống xe để bắt đầu công việc nào, anh em theo chân mình nhé. Đội ngũ xuống hàng lần này đã có mặt đông đủ. Sau lưng mình chính là công hàng kỳ này, các anh đang dùng kìm cộng lực cắt khóa để mở công. Cửa công đang được mở chậm chậm, nhìn hàng bên trong hành tráng ha các bạn. Bắt đầu từng xe vào nối thùng để chuyển đàn vào các xe tải nhỏ trước khi được phân phối về công ty. Xe đang được tài xế từ từ cho vào vị trí. Theo mình xem các anh rinh đàn nhé. Thùng công đang vơi dần, nhìn thế thôi chứ đàn có khối lượng nhẹ nên anh em mang một lần 2-3 cây là bình thường. Tiếp tục theo dõi video nhé. Số xe đi kỳ này là khoảng 5 xe và mỗi chuyến gần 300 cây. Nhìn thùng công vơi đi một nửa là đội ngũ bên mình đã chất lên được 2 xe. Mời anh em tiếp tục xem video cùng mình nhé. Đây là chiếc xe cuối cùng trong tổng số 5 xe xuống hàng kỳ này. Công việc đã hoàn tất. Clip có thời lượng hơi dài nên mình hẹn anh em vào lần sau. Theo chân team mang đàn về showroom trong tập kỳ tới cùng với thông tin chi tiết về Kidman K150 nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.